điều lành thứ tư không nên nói dối nói dối là nói không đúng sự thật chuyện có nói không chuyện không nói có sống trong xã hội người nào nói dối là tự mình làm mất lòng tin của mọi người nói dối rất tai hại cho sự chung sống nói dối quen miệng trở thành cái tật thì rất khó diệt trừ nói dối mà người ta biết được thì kể như mình bị cô lập không còn ai muốn thân cận với mình nghĩa là nói dối sẽ làm cho uy tín mình không còn nữa hòa thượng thiện hoa dạy người ta ở đời dù nói đùa chơi cũng không được nói dối vì lẽ nói dối mà người ta biết được về sau có nói thật người ta cũng không tin nhất là người tu theo phật giáo lại càng không nên nói dối vì nói dối cho rằng mình chứng thánh hay đắc đạo thì tội lỗi càng to lớn bởi nói như thế sẽ phạm tội đại vọng ngữ tội đại vọng ngữ sẽ đọa vào ba đường ác kinh vị tằng hữu thuyết nhân duyên có kể câu chuyện năm vị tỳ kheo giả làm người tu hành đắc đạo họ đến một vùng đất lạ cất một cái bục cao che phướng che lọng rồi một người lên ngồi nghiêm trang, mắt liêm diêm, còn bốn người kia đi vào làng, kêu gọi mọi người đến xem có một vị tiên tu hành đắc đạo. Nếu ai đến lễ lạy cúng giường sẽ được nhiều phước báo. Cứ thế mà họ thay phiên nhau đi quảng cáo đồng bạn của mình để được cúng giường. Kiếp sau đó vào thời Đức Phật còn tại thế có bốn người khiên kiệu và một người bảo vệ kiệu của hoàng hậu đến nghe Phật thuyết pháp. Khi hoàng hậu đi nghe pháp thì cởi bỏ dòng vàng, nữ trang để trong kiệu. Năm người phụ trách kiệu xe thì nằm ngủ, ăn trộm đến ăn cắp tất cả nữ trang của hoàng hậu. Quân lính cho tra khảo đánh đập tàn nhẫn. Bà đến thỉnh ý Phật về nhân duyên gì mà có chuyện như thế. Đức Phật đáp rằng: Năm ông đó kiếp trước là năm thầy tu giả mạo, còn bà là một tín nữ sùng đạo, hết lòng cung kính cúng dường họ. Bây giờ họ phải làm lính khiên kiệu cho bà để đền nợ trước. Nghe xong, hoàng hậu vô cùng kinh hãi, sợ mang tội với thầy nên bảo tha và không cho họ khiên kiệu nữa. Nhưng họ khóc lóc quỳ lạy năn nỉ xin lệnh bà rủ lòng thương xót cho chúng con tiếp tục hầu hạ lệnh bà chúng con hứa từ nay sẽ cẩn thận không bao giờ dám ngủ quên như thế hoàng hậu thỉnh ý phật thì đức thế tôn trả lời nghiệp báo họ trả nợ chưa dứt thì làm sao mà họ ra đi dễ dàng được người nói dối để cứu người hay vật thì không phạm tội trong kinh có kể chuyện Tiền thân Đức Phật là một vị sa môn đang ngồi thiền trong rừng. Khi nhà vua và quân lính đi săn, đuổi theo con nai đến chỗ Đức Phật thì mất dấu. Họ đến hỏi vị tỳ kheo, "Ông có thấy con nai chạy về hướng nào không?" Vị thầy tu lặng lặng không nói. Quân lính nổi giận la hét và lôi thầy tu đến trước mặt nhà vua. Vua lặp lại câu hỏi trên thì thầy ấy đáp như sau: Thưa đại dương, tôi là kẻ tu hành, giữ gìn giới luật thì không được nói dối và cũng không được sát sanh. Nếu tôi nói không thấy là tôi nói dối và phạm tội khi quân. Nếu tôi nói thật để đại dương giết con nai thì tôi phạm giới sát sanh. Xin đại dương tha thứ và cho tôi miễn trả lời câu hỏi này. Nếu đại dương bắt tội thì tôi sẵn sàng chịu chết, chứ không thể nào trả lời cho đại dương được trong lịch sử việt nam thời vua quang trung khi quân lính truy lùng chúa nguyễn ánh ông phải chạy vào chùa xin nhà sư cứu mạng chùa nghèo và rất đơn sơ sư đành cho khiêng một trong ba tượng phật xuống đất và bảo nguyễn ánh lên ngồi trên bàn thờ thế chỗ tượng phật ấy khi quân lính đến hỏi nãy giờ ông có thấy ai chạy vào chùa không thì nhà sư bình tĩnh trả lời A Di Đà Phật. Bần đạo bận tụng kinh niệm Phật nên không nghe thấy ai cả. Sau một hồi lục soát, thấy không có ai thì họ bỏ đi. Nhà sư đã nói dối để cứu mạng người, sau này là vua Gia Long cũng được xem là không phạm tội. Kinh 10 điều lành dạy. Người không nói dối được 8 điều lợi ích như sau. 1. Được thế gian kính phục. 2. Lời nói nào cũng đúng lý, được người trời kính yêu. 3. Miệng thường thơm sạch, nói ra có mùi thơm, như hoa ưu bát la. 4. Thường dùng lời êm ái, an ủi chúng sinh. 5. Được hưởng lạc thú như ý nguyện, và ba nghiệp đều trong sạch. 6. Sáu, Lời nói không buồn giận mà còn tỏ ra vui vẻ. 7. Lời nói tôn trọng được người trời đều dâng theo. 8. Trí tuệ thù thắng không ai hơn. Tóm lại, là Phật tử chúng ta không được nói dối, vì nói dối sẽ làm mình mất đi hai đức hạnh uy tín và thành thực. Xem thế chúng ta mới biết lời nói dối là một tai hại rất lớn cho bản thân cho nên chúng ta dù có chết cũng không bao giờ nói dối nói thật là tốt nhất khi một giới luật được đức phật dạy không nên nói dối thì nó rất quan trọng cho đời sống của người tu hành vì thế chúng ta luôn luôn nhớ lời dạy này để không bao giờ nói dối ngày xưa khi đức phật dạy la hầu la lấy một cái chậu đựng nước để đức Phật rửa chân. La hầu La dâng theo lời Phật dạy, và bưng vào một chậu nước trong sạch. Khi đức Phật rửa chân xong, liền bảo La hầu La, "Nước rửa chân này có dùng uống được không?" La hầu La thưa, "Kính bạch đức Thế Tôn, nước rửa chân này không thể dùng để uống được." Đức Phật dạy, người nói dối cũng như nước rửa chân không thể dùng uống được đức phật dạy tiếp này la hầu la hãy đem chậu nước đổ đi la hầu la làm theo lời phật dạy và đem chậu vào đức phật hỏi cái chậu này có thể dùng đựng cơm ăn được không la hầu la trả lời bạch thế tôn cái chậu này không thể dùng đựng cơm ăn được Đức Phật dạy. Người nói dối cũng như cái chậu đựng nước rửa chân, không thể nào dùng được. Bởi vậy, người phạm giới nói dối thì không bao giờ tu chứng đạo. Giới luật của Phật rất quan trọng trong việc tu hành. Tu hành thì không nên dối gạt người. Điều lành thứ năm Không nên nói lời theo dệt người đời thường hay trao chuốt lời nói. Khi kể lại một chuyện gì, muốn tạo sự chú ý của người khác và tăng phần hấp dẫn của câu chuyện, người ta thường thêm mắm dẫm muối. Thí dụ kể lại chuyện đi câu cá. Hôm qua tôi câu được con cá lóc nặng gần một ký lô. Thật ra, người ấy câu được con cá trào nặng gần 500 gram. Hoặc chuyện chồng đánh vợ. Cái thằng cha ăn ở bất nhân, nó lấy củi tạ mà đánh vợ nó. Thật ra người chồng trong khi gây gỗ, chỉ mới tác tai vợ mà thôi. Thế mà người ta tự đặt thêm, cho thành một sự việc đáng nói để mọi người chú ý nghe. Đi buôn vật xấu nói tốt, hàng giả bảo là hàng thật và bán giá cao, gạt người mua, khiến người ta mua đồ về xài không được. Họ đâu biết rằng lời nói dối như vậy đâu phải là tốt, vì nói dối như vậy sẽ thành thói quen, thành người xấu. Vì một chút lòng hờn ghen, liền dùng lời nói theo dệt để cho đôi bên thù hận có thể giết hại lẫn nhau, làm tổn hại tánh mạng người khác. Chỉ vì một chút lòng ganh tị hoặc thù giặc, bèn dùng lời theo dệt để lung lạc lòng người, hoặc quyến rũ gạt gẫm người khác, làm tổn hại danh dự và tài sản, cốt để đem lại cho mình được nhiều lợi lạc và còn được tiếng thơm, tiếng tốt. Ngược lại, người có lời nói đúng đắn, không theo dệt, nói chánh lý, không dối gạt người, không làm tổn hại danh giá, tài sản và thậm chí cả tính mạng của người, đó là người tốt. Người không nói lời theo dệt sẽ được ba món công đức mà kinh mười điều lành dạy: Một, được người trí yêu mến. 2. Thường đáp được những câu hỏi khó khăn. 3. Được làm người có uy tín cao quý trong cõi thế gian. Bởi nói lời theo dệt tốt làm cho người khác được lợi ích. Nhưng chúng ta vẫn mang tiếng là người nói lời theo dệt. Vì thế, dù nói lời theo dệt tốt hay xấu, đều là lời nói dối. Chỉ có lời nói thành thật thì mới có giá trị. Còn nói dối thì tự mình làm mất giá trị cho nên chúng ta nên tránh xa những người hay nói dối vì họ sẽ đặt điều nói xấu chúng ta với mọi người người nói dối như con rắn độc cho nên đức phật dạy la hù la nói dối như nước rửa chân không dùng được lời này có ý đức phật dạy chúng ta nên tránh những người nói dối những người nói dối không thể làm bạn với chúng ta được vì thế có thì nên nói có còn không thì nên nói không không được dối gạt người biết người nói dối chỉ một lần và về sau này chúng ta cố gắng như thế nào để không còn gặp mặt họ nếu bất đắc dĩ gặp họ thì chúng ta nên cố gắng làm thinh là hay nhất và tìm cách tránh né xa lìa đừng nên ở gần họ mà có tai họa khi một người nói tốt một người nào mà chúng ta xét thấy là đúng sự thật, thì đó là không phải lời theo dệt, còn ngược lại là lời nói theo dệt. Cũng vậy, khi một người nói xấu người khác, thì chúng ta nên xét lại, xem người có xấu ác như vậy không. Nếu không, thì biết người đó nói lời theo dệt cho người khác, thì chúng ta không tin, và biết người thù oán hay ghét người kia mà nói theo dệt như vậy khi nghe người khác nói xấu hay nói tốt một người thì chúng ta đừng dội tin mà cần phải tư duy, suy nghĩ, quan sát đúng hay sai rồi mới tin. Nếu chúng ta không chịu quan sát kỹ càng, dội tin là chúng ta là những người bột chột. Những người bột chột là những người hay a à vua theo người khác mà không do sự tư duy, quan sát kỹ lưỡng. Một người thiếu tư duy điều lành thứ sáu không nên nói lật lọng ở đời có lắm kẻ mồm mép vừa nói một lúc sau nói ngược trở lại lấy quấy làm phải lấy phải làm quấy lật qua lật lại tráo trở như người nướng bánh phòng những hạng người này ta nên tránh xa họ thường dụm ba dụm bảy đem chuyện người này nói ra nói vào bêu xấu khiêu khích người khác để tạo sự bất hòa, thù hận. Họ còn đem chuyện của người này dèm pha với người kia, có lúc nhạo báng khinh chê, làm cho đôi bạn thù hận, sanh mối tương tranh. Họ còn dùng môi mép, đứng trung gian gây ác cảm đôi bên để đi đến kiện thưa. Người không nói lật lọng, không có làm phiền muộn bà con lối xóm nên được thân bằng quyến thuộc kẻ xa người gần đều kính mến người không nói lưỡi hai chiều thường dùng lời êm ái an ủi khuyên giải và giúp cho bà con xóm giềng được hòa thuận thân yêu khiến cho ai nấy cũng vui vẻ an lòng người này đến đâu cũng được mọi người kính yêu gặp khó khăn thì người ấy sẽ đứng ra thu xếp hòa giải một cách dễ dàng người không nói lật lọng là người luôn luôn đem lời nói hòa giải giúp cho mọi người sống trong xã hội được an vui hạnh phúc ngày xưa thời tam quốc ở trung hoa có những người chuyên đi du thuyết họ là người học rộng hiểu nhiều nói lời hòa nhã có sức thuyết phục họ thường được các vua cử sang nước khác để du thuyết phân tích cho du bên kia nghe ưu và khuyết của mỗi bên những cái lợi và hại của việc đánh nhau để cuối cùng thuyết phục được đối phương phải lui binh hoặc hưu chiến. Ngày nay, các quốc gia trên thế giới cũng có gửi đặc sứ hoặc sứ thần đi sang nước khác như Trung Đông, Nam Phi để dàn xếp những vụ tranh chấp. Tất cả những việc làm ấy là do tài năng của người có khả năng ăn nói khéo kinh mười điều lành dạy kẻ nào nói lời hòa giải thì được năm điều không thể phá hoại một được nhân bất hoại vì bản thân mình không bao giờ có ý hại người hai được làm con trong dòng họ sum họp vì nhân mình không gây chia rẽ bà con quyến thuộc của người ba được đức tin bất hoại vì nhân thuận theo nghiệp đời trước của mình bốn được pháp hạnh bất hoại vì nhân chỗ tu của mình rất kiên cố năm được thiện hữu tri thức bất hoại vì nhân mình không hay nói dối người vậy người phật tử tại gia phải giữ gìn giới không nói lật lọng và thường hành hạnh nói lời hòa nhã êm ái thì sẽ được phước đức lớn không nói lời lật lọng tức là nói dối bằng cách lật ngược sự việc lấy việc phải làm việc quấy lấy việc quấy làm việc phải cho nên lời nói lật lọng là của những người nhiều mồm nhiều mép thường nói qua nói lại những người này chúng ta nên tránh xa chứ không nên ở gần họ họ là những người không đáng tin cậy không nên giao việc lớn cho những người này họ là những người gian tham vô độ khó mà lường được nếu ở gần người hay nói lật lọng, thì nên dọn nhà đi nơi khác. Chớ ở gần, sớm muộn gì cũng bất an. Cho nên, người nói dối, người nói lời theo dệt, và người nói lời lật lọng, thì không nên làm bạn với những người này. Thường nên sống xa lánh họ, vì họ sẽ làm hại chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác. Điều lành thứ bảy Không nên nói lời hung ác nói lời hung ác là nói ác cho kẻ khác nói người ta hung dữ phao phản người luôn luôn bươi móc việc xấu của người người nói những lời hung ác là người tánh tình cộc cằn thô lỗ thường hay mắng nhiếc nguyền rủa hoặc thề thốt nói những lời độc địa khiến cho mọi người nghe thấy sợ hãi với tánh tình như vậy họ là những người không biết sửa sai nên tánh nào tật nấy họ không biết hổ thẹn xấu hổ chỉ biết lấn áp người khác làm cho mọi người đều phải quy phục đều ở dưới tay họ bảo sao thì làm theo không được chống trái họ tìm mọi cách để diệt những người trên cơ họ theo luật nhân quả người nào dùng lời nói ác độc thề thốt đó là tự hại mình mà không biết tưởng là nói như vậy là làm cho người ta sợ và bái phục. Ví dụ một Tôi có nói gian cho tôi chết đi. 2. Kẻ nào nói gian cho tôi thì trời đánh cho nó chết đi. 3. Tôi có nói như vậy ra đường sẽ bị xe cán chết. Trên đây là những lời thề thốt mà những người hung dữ thường hay nói người không nói lời hung ác là người biết dùng ái ngữ lời nói ngọt ngào nhẹ nhàng êm dịu nên tục ngữ việt nam có câu nói ngọt lọt đến xương hoặc lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau người không nói lời hung ác là những người thường nói lời ôn tồn nhã nhặn hàm chứa một tâm hồn đầy nhân ái tha thứ bao dung Kinh 10 điều lành dạy rằng: Kẻ nào không nói lời hung dữ sẽ được tám món công đức. 1. Không nói sai pháp. 2. Nói ra lời nào cũng có ích lợi. 3. Nói lời nào cũng đúng chân lý. 4. Lời nói nào cũng khôn khéo. 5. Nói điều chi ai cũng dâng theo. 6 lời nói nào thốt ra cũng được người ta tin dùng. 7. Nói điều chi cũng không có ai chê bai. 8. Nói ra lời nào cũng được yêu mến. Nói lời hung ác là những người hung dữ. Chơ những người hiền lành thì không bao giờ nói lời hung ác. Cho nên, khi chúng ta tiếp xúc với mọi người, thì người nói lời hung ác dễ nhận thấy nhất. Chỉ một lúc là lời nói phách lối có vẻ ta đây, khiến ai cũng không ưa thích. Lời hung ác có nhiều loại. Một, lời chửi mắng. Hai, lời thề thốt. Ba, lời nói xấu người khác. Bốn, lời chê bai người khác. Năm, lời nói tục tiểu. Sáu, lời nói đâm thọc. Bảy lời nói chửi thề 8. Lời nói dối 9. Lời nói theo dệt 10. Lời nói tráo trở 11. Lời nói nạt nộ 12. Lời nói du khống 13. Lời nói nịnh hót